Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy turbo tạo khói 3000W. Đây là một phần bên trong của máy này, nó gồm mà hai vỉ tạo khói hơi nước. Rồi đây gồm hai ống dẫn để chúng ta bỏ ra hai bên. Đó, khi mà mình sử dụng thì chúng ta đổ nước nó vừa ngập hai cái đầu cảm biến đây. Đó, không mình đừng đổ quá thì năng này nó sẽ không hoạt động. Mình đổ vừa đủ rồi, khi nào mà hết thì mình để chêm. Đó, rồi, trong như thế. Rồi còn bên ngoài đây thì đây, còn một can mình được dung dịch khói này. Đó. Rồi đây mình ghim dây nguồn, của đây. Rồi, rồi sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng này. Chúng ta bật lên. Đó. Đây là đang thời gian chờ này, mình đang chờ này. Đây đang chờ cho nóng này, nó hiện chữ hết hết pin này. Đó. Ở đây mình chọn menu. Menu này. Đây mình bấm menu. Đây là DMX, ví dụ mình chọn 1 2 3 gì đó thì mình bấm chỗ up down đây. Đây. Đó, DMX là 12 này. Đó, đây là mình chọn cái tần số của từng dòng máy DMX này. Và mình bấm menu tiếp này. Ở đây là bơm, ví dụ mình chọn cao thấp nó hút dịch nhiều ít này. Giờ mình muốn đo bao nhiêu là mình bấm đúc up và down. Nhầm để 60 nhá. Rồi đây tiếp này. Đây là quạt này, ví dụ mình muốn quạt thổi mạnh thổi nhẹ mình cũng điều chỉnh này, lên xuống. Đó, mình để 50 đi. Rồi mình bấm tiếp. Đây là thời gian chờ này. Thời gian chờ ví dụ 10 giây bao nhiêu giây là mình bấm này. Đây, 19 giây này, để 10 giây nhá. Đó, mình muốn bao nhiêu cũng được. Rồi, tiếp này. Thời gian chạy này, thời gian bơm nó chạy này, hoạt động này. Đó, 10 giây để 10 giây luôn. Rồi. Còn đây là số lượt chạy. Đó, bây giờ mình để chờ khi nào bắt đầu nó nhảy, bắt đầu mình bấm thì mình bấm máy này. Ví dụ mình muốn sử dụng bằng tay mình bấm đây. À, nó mới chạy rồi. Còn khi nào mà mình muốn sử dụng remote. Đây remote. Đó, đây mình bấm giữ để cho nó chạy thôi chứ còn đây là mình bấm tắt mở đây. Rồi. Bây giờ là máy đã chuyển sang ready rồi này, để mình bấm nhé. Đó, mình bấm một cái là máy nó đang hoạt động rồi.